Hi, xin chào tất cả các bạn các chị. Hôm nay em xin phép giới thiệu với các anh chị một chiếc xe Honda AB tuyệt đẹp 110. Xe này còn gọi là Honda AB đồng họ các bạn. Chiếc xe này điện máy nó cực kỳ ngon. Nên đó người ta mới gọi là Honda AB đồng họ. Đầu bò họ là không hiểu sao nó gọi là đầu bò. Người ta chỉ gọi nó vậy thôi nha các bạn, nhưng mà nhìn nó cũng còn rất là sạch sẽ mà đẹp mà. Điện lạc sáng giới luôn, hết tinh luôn. Honda AB màu đỏ bạc, rất là sạch sẽ, mua về chỉ việc chạy thôi. Mấy chiếc xe này nó bền ơi là bền các bạn, cực kỳ bền luôn. Máy móc thì mấy chiếc này là cực kỳ anh dũng luôn. Xe đi nguyên bản hết từ trên xuống dưới, từ trước ra sau liền lạc sạch sẽ. Em này mang biển số là 59X219202 đó, và với một cái chiếc xe Honda AB còn khá là liền lạc sạch sẽ và đẹp như thế này thì mình mong muốn bán với giá là 13.700.000, xe chính chủ, bao ký giấy sang tên toàn quốc, bao hủy, bao tết, bao kiểm tra các kiểu đó. Còn khi các bạn các chị hài lòng gửi thì mình mời các bạn các chị ra phòng công chứng để ký hợp đồng công chứng mua bán sang tên, và sau khi ký hợp đồng công chứng mua bán sang tên rồi mình sẽ nhận lúa là xong rồi nha các bạn. Rồi xin chân thành cảm ơn các bạn các chị rất nhiều.